Xin chào các cô chú anh chị, em đã đến với kênh Trang Trần Vlog. Em đang ở trên đường Bình Đán, khu vực Bình Hòa, Thuận An, Lái Tiêu. Và con đã đang đi tìm hiểu về khu chợ 434 ở bên đây. Đây là con đường Bình Đán các bạn, khu phố Bình Đán. Và mình sẽ đi vào khu chợ 434 để coi tìm hiểu về khu chợ này nó có đông đúc như mấy video đầu mà Trang đã đăng chợ ế ẩm không, để tìm hiểu một chút về khu chợ này. Ở khu vực này là người An Giang nhiều lắm bạn, các bạn An Giang và 38 Thanh Hóa gì nhiều lắm. Đây là khu vực mà xe công chạy rất là nhiều nha các bạn. Các bạn nhớ chạy trên đường này lưu ý nha. Và Sang đang tìm hiểu và mình sẽ quẹo qua khu chợ 434. Mình sẽ vô khu 434 này. Đây là khu 434 các bạn. Đây là cây thông rất nhiều. Mình rất là ngại qua đường khi mà cái đường này xe công và xe tải giờ này là 4 giờ mấy giờ công nhân ra. Nhưng cái khu vực này là nó rất là phức tạp thì xe cộ quá các bạn. Mình sẽ đi vô khu chợ này. Mình sẽ đi chậm và mình sẽ quay rõ ở hai bên đường đây, nó quán người dân buôn bán rất là đông nha các bạn. Buôn bán rất là đông luôn, hai khu vực này bán đông lắm các bạn. Để mình đi vô trong chợ rồi mình đã coi và tìm hiểu ở trong khu vực này như thế nào. Đây chính là khu chợ mà đây này, lúc mà trước Tết đó các bạn quá đông, mà bây giờ thì giờ này giờ cao điểm mà giờ cũng hành chánh và giờ tăng ca của các bạn công nhân, mà khu chợ này hiện nay là nó cũng vấn đề thưa thớt, ít người đi chợ lắm các bạn. Trước Tết là khu chợ này rất là đông nha. Đây là khu chợ 434 đó các bạn. Mình sẽ đi một vòng rồi mình sẽ chạy qua bên cái khu vực bên kia bán đồ và tìm hiểu nơi ăn uống bên khu vực bên kia. Ở đây các gian hàng đông rất là đông. Gian hàng đông rất nhiều, đông mà vấn đề mà người đi chợ về lại ít quá. Ở đây là khu vực đi chợ và buôn bán của cả dân ở đây. Thường thường ở đây là tập trung nhiều là 37 và 36 và biển số, và biển số 67 rồi vậy các bạn, rất là đông. Bên gian hàng bên kia bán đồ khô rất là nhiều, bán đồ khô rất là nhiều nha các bạn. Sang sẽ đi vòng một cái khu vực này để cho các bạn coi khu chợ 434 như thế nào. Hầu như tất cả các khu chợ hiện nay đang bị ế ẩm á các bạn, do vấn đề công nhân người ta cũng ngại ăn uống rất là nhiều,
mình sẽ qua cái khu vực bên này, thấy không? Ít lắm, trước Tết là khu vực này rất là đông luôn, khu vực bây giờ là thưa thớt lắm các bạn. Mình sẽ quay chậm cho các bạn xem và rõ hơn. Đường vắng lặng à. Đây là các tiệm tạp hóa giờ vẫn bán. Và mình thấy qua bên đây là bán còn là khu bán đồ nè các bạn. Đây. Đây là toàn một cái bán thời trang hai bên đường luôn các bạn. Ở đây là toàn bộ hai bên đường bán đồ. Tại khu vực 434 nha các bạn. Bán đồ thời trang rất là nhiều nha. Các bạn có nhu cầu đến đây mua đồ thì các bạn đến khu chợ đêm 434 ở đây nè. Các bạn thưởng thức những bộ đồ thời trang đẹp nha các bạn. Và cái khúc bên kia mình sẽ lên trên kia cho các bạn xem và thử coi giữa đây khúc trên kia là cái gì. Cũng là thời trang, cái khu vực này bán dép giày quá nhiều luôn nè các bạn. Thời trang, toàn là thời trang hết. Ở đây hàng sale quá trời luôn nè các bạn, khu vực này hàng sale. Như là hầu hết các chợ hiện nay của các khu vực này là chợ nào cũng bị ế hết trơn nha các bạn. Giờ này giờ tăng ca của công nhân nè. Giờ hành chánh công nhân gì quá nhiều. Mình sẽ vòng lại và khu vực này không có xe công và xe tải nhiều nha các bạn. Ở ngoài đường kia xe công xe tải rất là nhiều, rất là nguy hiểm khi mà giờ này công nhân đi ra mà xe tải chạy. Mình e ngại về cái vấn đề lắm các bạn biết. Hiện nay là do tình hình các đơn hàng rồi gì đó nó không có, các công ty không có nên là công nhân cũng thất nghiệp. Các công ty bây giờ người ta cũng giảm biên chế để một phần nào để cầm cự được phần nào đó các bạn. Đây là chỗ bán vịt quay và bán bánh xèo, bánh xèo miền Trung nè bạn. Khu vực này là bán bánh xèo miền Trung hết. Ở trên kia mình không biết là công ty gì. Mình sẽ vòng qua và mình sẽ đi về cái khu vực này. Khu vực mà các bạn sẽ nhớ đăng ký kênh của Sang và theo dõi và nhớ bình luận bên dưới phản hồi về video nha các bạn.
ở khu này là các bạn sẽ thấy biển số của 67 An Giang và biển số Thanh Hóa rất là nhiều nha. Đời sống công nhân đó các bạn biết rồi, rất là khó khăn, rồi lại thêm thất nghiệp nữa, đồ ăn thì lên và xăng cũng lên, bất cứ cái gì cũng lên các bạn, mà chỉ có tiền lương là không lên nha các bạn. Khó khăn lại chồng khó khăn đó các bạn, nên là người dân họ cũng hạn chế tour chi tiêu nhiều, cái nào cần thiết thì người dân mới cần thiết rồi mới mua thôi. Giờ này là đông trở lại và các bạn đang tăng ca rồi, không mới cho các bạn đi ghé chợ và mua đồ gì luôn đó các bạn. Trên đường này xe tải và xe công và xe con rất là đông, nên là khi mà ra đường này các bạn nhớ chạy cẩn thận, rất là nguy hiểm khi mà trên cái đoạn đường Bình Đáng này. Giờ này là giờ cao điểm các bạn, nên là mình đang đi trên đường này là cổng sau của cổng cái ship 1 và 110 cái cổng của khu quy sức một các bạn. Ở đây bán đồ nhiều, giờ này khác ở đây có gian hàng xe vi chiến mãi nữa nè. Đây là cổng khu công nghiệp V-Ship 1 các bạn, cổng phụ, cổng sau khu công nghiệp V-Ship 1. Mình sẽ đi vào trong khu công nghiệp nha các bạn. Đây là khu công nghiệp và cổng sau khu công nghiệp. Giờ này các công ty là hành chánh, làm hành chánh ra rất là đông. Trong khu công nghiệp này là 200-300 cái công ty lận đó các bạn. Mỹ, Nhật và Úc và Trung Quốc, Đài Loan nhiều lắm nha các bạn. Ở trong này có công ty điện tử và công ty may mặc và nhiều loại công ty sà bông, công ty bàn chải răng, công ty tâm nhiều.
trên đường này là đường Hữu Nghị, đường Hữu Nghị nha các bạn. Và đi ra, mình đi thẳng luôn là sẽ ra quốc lộ 13. Đây là cái công ty Vision đó các bạn. Công ty này sản xuất con các bạn thấy ở trên ở đằng trước mình là những cái tòa nhà mà lớn nhất khu này luôn nè các bạn, ở trong khu xếp đó. Đi ra ngoài đó thì đường quốc lộ 13 và đi thẳng luôn qua bên kia thì khu chợ nhỏ Bình Hòa nha bạn, các bạn, khu chợ nhỏ Bình Hòa của Lấy Tiêu, Thuận An, Bình Dương. Mình quẹo phải thì mình lên thành phố mới hay là Thủ Dầu Một, mình quẹo trái thì mình sẽ về thành phố Hồ Chí Minh và về các tỉnh miền Tây. Ở tại cái các bạn thấy không? Ở trong hồ xếp tòa nhà nhiều lắm, là có tất cả các ngân hàng ở đây luôn các bạn. Các bạn có giao dịch gì các bạn đến ngân hàng ở trong hồ xếp này giao dịch luôn. Ở đây là cổng quy số 1 và cổng chính của quy số 1. Nên mình sẽ kết thúc video ở tại đây nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình.